Chào các bạn. Năm nào cũng vậy, cứ đến gần Tết là khu chợ Hoa Xuân đằng trước, thương xá Phước Lộc Thọ lại nhộn nhịp hẳn lên, ngay cả giữa mùa dịch bệnh như bây giờ. Có 6 dãy lều được dựng lên ngay trong bãi đậu xe của khu thương xá. Bên cạnh con đường Bô Sa nổi tiếng của khu Lý Đô Sài Gòn. Vì là chợ hoa xuân nên hơn phân nửa các gian hàng là bán các loại hoa Tết, như là các chậu cúc vàng, các loại hoa mai, hoa đào, hoa lan, vân vân. Còn lại là các gian hàng bán đồ trang trí đỏ rực cho ngày Tết, như là các lồng đèn, những câu đối, những dây treo trên cành mai, những bao lì xì. Bất chấp bệnh dịch, nhiều người liều mình đeo khẩu trang để đi mua sắm Tết. Đây là một gian hàng bán hoa Tết tương đối lớn, chiếm tới 3 gian lều. Đây là những cành hoa mai rừng ở bên Mỹ. Hoa tuy nhỏ nhưng màu sắc giống y hệt như hoa mai ở Việt Nam, mọc chi chít trên những cành thẳng cứng. Vào đúng vào dịp Tết nên người Việt thích mua về để trưng ở trong nhà 3 ngày Tết để nhớ lại Tết ở quê nhà. Ngoài ra ở đây còn bán các cành hoa mai, hoa đào bằng giấy, trông cũng rất đẹp mắt. Những bao lì xì năm nay có hình chú trâu vàng và những câu chúc bằng tiếng Việt như là chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. Đây là một chậu hoa mai kali với bông nở chi chít trên cành, đã được các nhà vườn người Việt trên đất Mỹ bỏ ra nhiều công sức để gây giống và chăm sóc. Những gian hàng bán trái cây Tết năm nay bày biện cũng rất là xôm tụ, có đủ loại như là xoài, sâm bơ chê, mắng cầu, có vú sữa, thanh long, quýt, bưởi, mít, thơm, vân vân. Một gian hàng bán các chậu hoa mai, hoa đào tương đối giống hoa ở bên Việt Nam cũng được nhiều người chú ý.
Có chị ở đây đến từ Las Vegas, lái xe 4 tiếng đồng hồ về đây để mua luôn hai chậu hoa mai. Ngoài các chậu hoa mai, hoa đào ra thì nhiều người cũng chuộng mua loại hoa lồng đèn về để trưng Tết. Thì hoa có hình giống như các lồng đèn màu đỏ, rất là đẹp. Người mua kẻ bán, không khí chợ hoa xuân năm nay cũng nhộn nhịp không kém. Nhân dịp năm mới Tết đến, Travel Channel mến chúc các bạn và gia đình một mùa xuân dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc và vạn sự như ý. Các bạn nhớ vào xem tất cả những video clip về Tết của Travel Channel.